Theo dự báo, từ chiều tối ngày hôm nay, ngày 14 tháng 9, bão số 3 sẽ đổ bộ vào vùng ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giật cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều tàu thuyền khu vực miền Trung. Nhiều tàu thuyền có nguy cơ gặp nạn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, nhiều tàu thuyền ngư dân địa phương gặp nạn do ảnh hưởng thời tiết xấu. Cụ thể, tàu BD91052TS của ông Phạm Thanh Trường, trú tại phường Đống Đa, Quy Nhơn, bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí cách Nha Trang 103 hải lý từ trưa ngày 13 tháng 9. Trước đó, 3 thuyền viên trên tàu cá BD91012TS bị mất tích từ ngày 11 tháng 9 khi đang hành nghề trên biển. Nhận được tin báo, tàu Cảnh sát biển 2014 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã đến tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, do sóng lớn nên công tác tìm kiếm đang bị tạm hoãn, thuyền trưởng đã cho tàu về cảng Quy Nhơn. Hiện các địa phương đang tích cực triển khai công tác phòng chống bão, tiếp tục kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn. Tính đến sáng nay 14 tháng 9, hơn 29.000 tàu thuyền đã tiếp nhận được thông tin về vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết để triển khai tránh trú bão số 3, đặc biệt nghiêm cấm tàu cao tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.